Dạ em chào chị Lisa, lạy bố thì. Dạ em chào chị. Chào Vũ Quang, cả chào tất cả anh em chị em nhé. Các người ta làm ngày giỗ tổ Hùng Vương như vậy để người ta để tại sao ý tại sao người ta cố tình làm Happy Birthday trừ Hùng Vương Ông không? Vương, dạ sao chị? Tại vì con cái sau này ý, nó không nói được tiếng Việt À, thì thôi, dạ. người ta phải làm từ bây giờ, dự bị từ bây giờ để sau này con cái cứ theo theo kiểu làm như tiếng Anh ý, thì Dạ. chúng nó hiểu hơn, mà chúng nó hiểu, thứ nhất là chúng nó dễ cho chúng nó hơn, hiểu không, dễ cho những Dạ. con cháu ông bà ấy hơn để chúng nó tiếp tục theo, chứ còn đâu làm kiểu như Việt Nam mình thì chúng nó không hiểu biết gì hết để mà làm. Thì Dạ. đâm ra các ông ấy nhồi nhét từ bây giờ trở đi, Dạ. hiểu không? Ừ, Dạ. chứ không phải là các ông này làm trò hề mà. Thứ nhất Dạ. làm trò hề, thứ hai nữa, bất kể ngày xưa ấy mà lôi các cái vụ mà vượt biên khổ sở đau đớn cho những người dân ấy là để Dạ. các ông mục đích của các ông ấy là để tuyên truyền để dễ 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 lừa lọc bà con để bà con đóng góp tiền. Cái mục đích Đúng của rồi. các ông là như vậy, chứ không Dạ. phải mục đích mà lôi ra để mà cảm 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 thông người dân hay là cảm thương người dân. Mục đích là lôi ra để mà hận thù cộng sản, thứ hai nữa là để dễ kiếm tiền để bà con Dạ. cảm cảm nó đánh vào tâm lý của con người rồi, em hiểu không? Nó đánh vào tâm Dạ. lý của những người tị nạn lúc ý, là người ta nhìn thấy thế, người ta thấy cảm xúc rồi, người ta bọn này bây giờ đó xin tiền nó, người ta dễ cho tiền hơn, chứ nó không Dạ. lôi cái ra ấy thì không ai người ta cho chúng nó tiền. Cái mục đích của chúng nó là kiếm tiền hết, tất cả một cái gì nó lôi ra là để kiếm tiền chứ không phải là để cứu bà con đâu. Dạ Cứu đúng rồi. sao được, cái mình ở sống ở đây, cái thời gian mình sang mình biết ngay mục đích của chúng nó là kiếm tiền. Chứ hơi tí chúng nó mở hội hè, hơi tí chúng nó mở hội hè để làm cái gì? Thứ nhất nó xin được chính phủ bên này là xin cho người cộng đồng để mở tổ chức cho cộng đồng Á Châu Việt Nam mình. Thứ hai nữa là bắt đầu nó bán vé vào cửa này, xong rồi vào trong ấy nó tự nấu lên, xong rồi tự nó bán hàng này, tự nó bày vẽ ra nó bán. Có cái đó là cái kiếm tiền nhanh nhất mà dễ nhất, không phải đóng thuế, không Dạ. phải không phải trả một cái gì cả đấy. Đâm ra thành cái mục đích của chúng nó thời ý, chúng nó dễ kiếm tiền, vô cùng là dễ kiếm, tại vì bà con mới sang còn kiểu như là còn buồn, còn không có chỗ Dạ. đi, không biết tiếng, thì muốn Đúng vào rồi. muốn vào cái chỗ hội hội Việt Nam, hiểu không? Muốn tổ chức Dạ. vào trong ấy, muốn muốn vào trong ấy để cho nó vui, cho kiểu như là hội của người Việt đấy, Dạ. thì đấy nó lừa từ chỗ đó mà nó kiếm tiền rất là dễ dàng lúc ý, rất là dễ dàng. Bà con nào cũng tổ chức, bà con nào cũng đi vào là trả tiền, vô lý không? Dạ. Đã hội chợ rồi mà còn trả tiền. Thứ hai nữa vào đấy mua đồ ăn tự nó nấu, tự chúng nó tổ chức lên chúng nó nấu mà rất là kiếm cơ, cái lúc ý kiếm vô cùng là kiếm Tức đấy. là Chúng nó chỉ mọi nghĩ gì lợi dụng mọi vấn đề để miễn sao mà kiếm ra tiền thôi đúng không chị đấy, Lisa? mục đích của chúng nó chỉ là kiếm tiền chứ chả có chống Dạ. ai cả. Tin mình Dạ. đi, chúng nó chả chống ai đâu, chúng nó lấy cái cớ để mà chúng nó kiếm tiền thôi, chứ còn đâu đừng Dạ. có nói câu chống, chúng nó chả chống ai đâu, chỉ chống tiền thôi. Còn đâu mấy cái thằng kia ấy chỉ là muốn chống để mà, tại vì không có ghế ngồi, không còn được chức vụ nữa thì nó uất ức, hiểu không? Nó uất Dạ. ức thôi, chứ còn đâu chỗ bọn nó nói đúng là chống ấy thì nó chả chống ai đâu, nó chỉ chống tiền thôi, nó lấy cái cớ ấy để mà nó tổ chức hội này hội kia. Ngay kể cả tại Việt Nam bây giờ, kể cả Việt Nam bây giờ đấy, những thằng nào bắt đấy là chúng nó mừng lắm, chúng nó Dạ. có cớ để quyên góp, À có lý do để kêu gọi đúng không chị? có lý do, có cớ để kêu gọi bà con đóng góp. Chứ cái bọn ở Việt Nam ấy là cái bọn ngu tối,
mày là con mồi cho bên này nó câu. À, tức là chị Lisa nè, thế này đúng là tức là nó sẽ là một một cái vòng luẩn quẩn. À, mấy mấy tay chống cộng bên đó đó thì lại tuyên truyền dụ những cái tăng dụng cụ cho ở trong Việt Nam cho chống đối, và nó bơm ít tiền gì đó cho tụi này làm tích cực lên, và khi tụi này tích cực lên tụi này sẽ bị gọi là vi phạm pháp luật và bị bắt, và nó lại dựa vào câu chuyện bị bắt đó để nó kêu gào bên kia ủng hộ. Tức là cái Chính vấn đề nó cứ xoay vòng, nó suy vòng vậy đấy, hoài, chính nó cuộc xác. sống nó từ năm này qua năm khác. Dạ em hiểu rồi. Thằng bên này lừa thằng bên kia lừa thằng bên này, chúng nó cứ Dạ quay vòng thôi để mà chúng nó kiếm sống. Chứ không dạ có mấy thằng ba que, không có mấy thằng mà chống cộng ở Việt Nam ấy, thì bọn bên này chết đói. dạ Bên này chết đói, bây giờ bà con tỉnh ngộ rồi. Kêu ai bây giờ, ai người ta đóng góp nữa. Ngày xưa ấy thì kể cả người ngây thơ, kể cả người không chống cộng, người ta rất ngây thơ, người ta vẫn cứ ủng hộ. Như bây giờ người ta nhìn rõ ràng quá, không ai ủng hộ đâu. Ngày trước 10 người thì bây giờ chỉ một người thôi. Dạ đúng rồi. Thì cứ Em đồng ý, em đồng ý với chị điểm này. Từ vì sao từ thời gian gần đây á, những thành phần gọi là dân chủ cội mà cái đám mà đang trốn qua Thái Lan á, tụi nó đấu đá với nhau về vấn đề tiền bạc dữ lắm, đấy, và dân kể cả những chủ thằng thằng cội trong nước cũng vậy đó. Nó cội. đăng những cái bài, những cái tin là gọi là kêu gào bên kia phải cho tiền đi, chúng tôi là bị giang hồ tới nhà dí gì đó, đủ trò đủ kiểu. Thì đấy, Đồng ý. bây Dạ giờ cái bọn bên kia nó nói vạch rồi. mặt hết cái bọn bên này ra, thấy không? Nó vạch mặt hết mà cái bọn bọn bên kia bây giờ bị chống mắt nhìn thấy là bọn bên này nó lừa. Bọn bên này nó lừa chúng mày. Chúng mày ngu thì chúng mày ăn cướp. Bốc bắt mà ăn. Xin lỗi mọi người, bọn bên này nó ngu, à bọn bên Việt Nam nó ngu đấy. Đang yên bình, đang hòa bình, lười, cứ nghĩ tiền đô, đâm ra thành vùng lên ngu, một cách ngu xuẩn, một cách ngu tối. Nó phải biết bất kể một chế độ nào mà nó vùng lên kiểu ý thì nó cũng bị tóm. Bất kể một nước nào, bất kể một một xã hội nào. Mày có đâu có thể 99 mà 100 triệu dân mà chỉ có vài đứa chúng mày thì ai ủng hộ chúng mày? Chính quyền nào ủng hộ chúng mày mà Liên Hợp Quốc nào đứng ra để ủng hộ chúng mày? Sao 90 triệu dân, 100 triệu dân người ta không đứng lên đi? Mà chỉ có mấy đứa chúng mày là ngo ngoe, mà người ta có bằng chứng là chúng mày nhận tiền được của bọn bên này thì không có ai để mà dính dáng vào để mà ủng hộ chúng mày cả. Không ai cả, vì người ta biết là mày làm ăn, mày không làm ăn này. Liên Hợp Quốc sẽ hỏi bạn mày làm ăn gì, nghề nghiệp gì, sống kiểu gì. Thì người Việt Nam sẽ nói ra hết tất cả là lý lịch của bọn này như thế nào, thì Liên Hợp Quốc bố nó cũng chả dám dính vào. Vì là nó biết cái bọn này là bọn bọn welfare, nếu mà so với bên này là nó biết là bọn welfare chí phèo. Thì người ta dính vào để làm gì cho mất thời gian. Cái này bọn này nó ngu tối ngu xuẩn, nó không hiểu về chính trị bên này, nó chẳng có nghề nghiệp gì, nó chẳng làm ăn gì. Bây giờ nó chỉ cung cấp tiền cái bọn ở Việt Nam, à bọn ở bên này gửi về cho chúng nó vài đồng đô để chúng nó đứng lên, chúng nó vùng vẫy. Đúng đúng là đầu đất quá, bọn này nó đúng là đầu cà rốt. Còn đâu các ông bên này, bây giờ trễ rồi, có kiếm tiền bây giờ ấy cũng chật vật lắm, rất là chật vật. Kiếm tiền của dân ý, mình nói ý là kiếm tiền của dân mà ủng hộ ấy, bây giờ rất là chật vật. Các ông bây giờ bỏ thì Có người dở hỏi nhưng chị, có người hỏi chị là vấn đề đó, tụi nó bây giờ không kiếm tiền được nữa là có phải là một phần do tại vì có cái mạng Facebook này nó phát triển ra không? chứ cũng cũng ảnh hưởng chứ, ảnh hưởng rất nhiều chứ. Nhờ cái Facebook này mà người Việt ở trong nước biết nhiều, mà người Việt ở tại nước ngoài biết nhiều để ủng hộ cho Việt Nam. Còn đâu, nếu mà không có Facebook này, người Việt ở tại nước ngoài này đâu có thể biết để mà ủng hộ được, để mà Cũng hai nó mặt ra đúng không chị? tiếp Nói chung cận. là nó cũng có hai mặt Đúng của nó đúng rồi, không? nó tốt cho cả hai mặt. Mà thứ hai nữa, không phải nếu mà người Việt ở nước ngoài này ấy, mà không không có Facebook ấy, thì Không biết thông người tin ta trong muốn nước. nói câu sự, người ta muốn nói sự thật ở bên tư bản, người ta không biết cách nào nói. Đâm ra có cái này để mà người ta nói thật ra sự thật ở bên này, để mà cho người dân chống mắt mà nhìn thấy, mà nghe cái sự thật ở bên này.
chứ không phải như thiên đường mà chúng nó vẽ đâu. May mà có người Việt bên này mà người ta chống đối lại, mà người ta nói sự thật đấy. Chứ nếu mà không có thì bọn này nó vẽ bức tranh rất là đẹp, ai ai cũng ước mơ con đường thiên đàng, hiểu không? Nhưng mà may mà có những người anh em chị em dám nói lên sự thật để mà chống đối lại những bọn xảo quyệt, điêu 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 trác, thì chúng nó bớt đi đấy. Chúng nó còn như bây giờ, chúng nó thấy không dám nói như ngày xưa không? Ngày xưa thì chúng nó cái gì cũng là tư bản là nhất. Bây giờ, ngày xưa thì chúng nó hay nói là hèn với giặc, ác với dân. Bây giờ hết câu rồi, bây giờ hết rồi. Ngày xưa thì lúc nào cũng nói câu ý, lúc nào ngày nào nó cũng ra giả nó nói câu là hèn với giặc, ác với dân. Bây giờ đâu còn nghe cái câu ý mấy đâu, hãn hữu nó nói lên một câu ý. Thứ hai nữa, bây giờ nó mục đích của nó chỉ đánh vào ông tàu thôi. Nó làm nào người dân, nó tuyên truyền làm nào cho người dân ghét tàu, Bài để tàu mà tẩy chay tàu, để mà coi như là Việt Nam có cũng chuyện. khổ. Để cho người dân có ấn tượng với tàu, không bao giờ ấn tượng, làm ăn vẫn làm ăn, ghét vẫn cứ ghét, không không bao giờ mà ghét mà coi như bỏ làm ăn cả, hiểu không? Nên là thành người Việt mình bây giờ mục đích của chúng nó là thế thôi. Mục đích của chúng nó là chỉ bây giờ không còn gì để nói nữa, đúng ra là không còn gì để mà nói về Việt Nam nữa. Bây giờ hết câu hèn với giặc, ác với dân, bây giờ hết câu ăn cướp nhà của dân, hết rồi. Bây giờ chỉ còn cái câu cuối cùng của chúng nó bây giờ là chỉ là ông tàu thôi, kỳ thị tàu thôi, chỉ kiểu như là phân biệt tàu, mà coi như là kỵ hàng hóa của tàu. Mà trong khi đó chúng nó bên này chúng nó kỳ thị đồ Việt nhưng mà lại mua hàng tàu, thì chúng nó xui người Việt ở tại Việt Nam Có không được mua mà. hàng tàu, em nhưng có mà em chúng có nó cái vẫn mua hàng em có dạ em có cái hình là mấy cái quốc huy mà gọi là cái lá cờ của Việt Nam Cộng hòa họ nó gọi là vàng ba sọc đỏ đó, thì họ lại đặt bên Trung Quốc sản xuất, là đấy. có made in China đúng không Đấy, đó. em có em có em có mấy hình ảnh đó. thấy chúng nó xảo quyệt không? Thấy chúng nó bố láo không? Nó xui người ở trong nước thì là như vậy, nhưng mà bên này thì chúng nó cái diễn đồ tàu, đồ Việt chúng nó tẩy chay. Ngày xưa em biết gì không? Ngày xưa tiệm nào nhá, tiệm bán hàng ăn Việt Nam mình ấy, tiệm nào mà bán đồ Việt đấy, nhập đồ Việt sang đấy, là nó đứng trước cửa tiệm nó biểu tình. Nó đứng trước cửa tiệm nó biểu tình là không được mua đồ Việt Nam, không được ai mua, mà mua ra là nó chửi. Đấy, thấy nó mất dạy không? Thấy đấy, nó thương người Việt tối đấy. Nó thương bọn này, may mà nó không được cai trị đấy. Nó mà cai trị dân Việt Nam thì mình, thì dân Việt Nam điêu đứng, khổ sở, độc quyền, độc tài. Em thấy không? Bọn này nó mà cai trị đất nước Việt Nam thì nó quá độc quyền, độc tài, người dân còn áp bức, kinh khủng, còn hơn là phát xít cái bọn này. Nên ra thành thành bọn này bây giờ hết cửa kiếm tiền rồi, bây giờ chỉ có bây giờ ông tàu thôi, bây giờ không còn cái câu gì để nói. Tất cả bà con đã vạch mặt. Thứ hai nữa, bà con đã nhìn thấy. Thứ ba nữa, bây giờ cái bọn ba que kia, cái bọn mà bọn phản động ấy ở trong nước ấy, nó cũng bớt đi rồi, vì nó nhìn thấy rõ ràng nhiều quá rồi, nó cũng bớt đi. Từ từ rồi chúng nó cũng chả đứa nào dám đứng lên mà chống nữa đâu. Để em cho mọi người coi cái đoạn Ông clip mà họ họ tổ tổ chức giỗ tổ Hùng Vương này thì nó làm trò hề mà, nó làm trò hề. nè. Từ hồi có những sinh hoạt khác thì cũng khi thấy các cô chú có dịp về với đền Hùng, đền Hùng hàng ngày chúng ta đều nghĩa là thắp nhang gọi là trước bàn thờ Quốc Tổ, cũng như quý vị thấy bên trái là bàn thờ Thánh Võ, thì là anh linh tất cả các vị anh hùng liệt sĩ Thánh Võ, kể cả các chiến sĩ hải quân cũng như là các vị tướng tất tiết trong bao lứa tuổi lâu, chúng tôi hàng ngày đều có kết lễ cũng như ngay cả bàn thờ quan thần. Nhân dịp đây chúng tôi được biết là có từ trên đây, đúng rồi, trên đây có những tổ chức như là bưởi Chu Văn An cũng như là Trưng Vương, chúng tôi cũng tha thiết là nếu quý vị có linh ảnh của không các không ngài mà thay vì để ở nhà của mình đến ngày lễ thì mới mang ra, thì quý vị thì ở đây chúng ta sẽ có thể vào thờ các ngài coi như 365 ngày, và con dân Việt khi đến thì cũng biết những cái con mình ngon như là tổ chức sinh nhật bây là giờ thì xin mời tất cả quý vị các cầu khác cũng đứng lên đây, chúng ta đứng chung quanh vòng tròn này đi, mời tất cả quý vị.
rồi các cô cầm tờ tay nghĩa này, rồi cô Hồng Lan, cô Hồng Lan, rồi chúng ta chờ tay người ngoài rồi vào tay người trong đấy, đấy, xin mời, cảm ơn tất cả các quý vị, mời cô. Cô Hiền mời tất cả quý vị rồi, mấy em nhỏ lên đây. Đó đủ thì mới hát được, mời đứng chung quanh như vậy chưa? Rồi, em nhỏ đâu rồi, con chưa hô đâu rồi. Rồi chúng ta cùng hát bài, bây giờ hát bài này nó hơi khác, chú xin hát bài Happy Birthday trước đây nha. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Vua Hùng. Ông sinh nhật tháng này cùng đứng lên chúc mừng sinh nhật một năm vui phúc lộc bình an, cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật hẹn nhau mai ta về nhà. Bọn này em biết gì không, đúng thật nó nhục, thật là nhục. Em biết gì không, ngày xưa ấy, những ngày này ấy, cái ngày mùng 10 tháng 3 ấy là nó tổ chức, nó lấy cái cớ ấy, nó tổ chức cái ngày hội để nó kiếm tiền để bắt đầu nó bán hàng vào cửa, nó tính tiền bán mà từ từ ấy, cái bọn bên này ấy, nó sẽ bỏ hết chống cộng. Ngay em nhìn thấy Hoàng Duy Hùng không, nó biết cái đường của nó đi trước, nó bỏ trước, hiểu không? Nó biết còn đi về đâu, đường này đường cụt rồi. Nó biết không, thứ nhất là tranh giành nhau đứng lên làm chức vụ đấy. Chính Hoàng Duy Hùng nó còn nói đấy, lớn tuổi như thế mà không bỏ chức vụ mà vẫn cứ bám. Thì mấy cái từ năm ngoái, đâm ra thành chúng nó hết cửa, thành Hoàng Duy Hùng cũng bỏ trước. Bỏ, nhưng mà Hoàng Duy Hùng không phải bỏ mà bỏ luôn đâu. Đây là bỏ để tuyên truyền cách coi như là kiểu như nằm vùng đấy, hiểu không? Nằm vùng để mà tuyên truyền từ từ vào trong nước đấy, chứ không phải bỏ mà yêu nước đâu, không có đâu. Chị ở bên này chị nhìn người nào bỏ yêu nước, cái hành động người ta nói biết ngay, không bao giờ người ta tuyên truyền nữa, không bao giờ người ta nói xấu nữa, mà không bao giờ người ta mọ kiểu như chọc ngoáy anh em chị em trong là chẳng hạn, lấy một người ra ví dụ thôi, chứ còn đâu đừng bao giờ tin các ông đấy. Bỏ làm sao được, bỏ vào túi ấy. Các ông lấy người dân bỏ vào túi các ông ấy. Còn đâu Vũ Quang cho ai lên cho đi, mình có tí việc tính. Ok nhé. Dạ, em cảm ơn Lệ Gia nha. Cảm ơn Vũ Quang nhé. Chúng nó lợi dụng cái ngày này để chúng nó bắt đầu cái ngày xưa thôi, bây giờ hết rồi, bây giờ người dân ta tỉnh ngộ rồi. Ngày này bây giờ chúng nó hết tổ chức rồi. Hết tổ chức. Bây giờ 10 tháng 3 thì cũng quyên góp được mớ tiền đi đặt bánh kem đúng không chị? Chứ không rồi. Ôi giời, chúng nó cái ngày chúng nó góp tiền nhiều. Cái ngày là chúng nó tổ chức, chúng nó kiếm tiền lắm ý chứ, rất là nhiều. Tại làm sao vào cửa nó bánh kem. Vào cửa nó kiếm được tiền này, bán hàng, bán nó bán xôi, bán nó cứ bày vẽ món gì nó bày vẽ ra để nó bán đấy, xôi rồi chè rồi đủ thứ nó bán, bánh này bánh kia mà nó bán ngày kiếm vô cùng là kiếm ấy, một ngày nó kiếm bằng bao nhiêu tiền ấy, biết không? Nhưng mà bây giờ hết rồi, chẳng ai tao hết bao nhiêu năm nay rồi, người ta không, từ ngày mà người Việt về Việt Nam nhiều đấy là nó hết tổ chức rồi. Nó hết tổ chức để không còn cơ hội để kiếm rồi. Với cả người dân bây giờ người ta bận bịu đi làm ăn, không ai còn tin chúng nó nữa. Không ai còn tin. Chỉ một số gọi là như là ở tại Việt Nam bây giờ mà có một số chống, một số phản động ấy, đấy kiểu nhỏ bé như vậy thôi. Thì bên này cũng thế thôi, cũng nhỏ nhỏ như thế thôi. Ừ. Chứ còn đâu bên này thứ nhất thời gian người ta không có, thứ hai nữa người ta không tin chúng nó, thứ ba nữa người ta về Việt Nam ta vẫn chơi, nhưng mà có một số nó không ưa nhưng mà nó vẫn về Việt Nam. Cái số là rất nguy hiểm, nó về nó tuyên truyền rất là kinh khủng đấy. Như một số chị làm chung chị biết mà, chị vạch mặt ra ngay, chị nói ngay, đâm ra vì vậy mà chị ảnh hưởng chỗ làm là vậy đấy, ảnh hưởng lớn lao đấy. Nhưng mà ảnh hưởng thì ảnh hưởng, đôi lúc mình chấp nhận thôi, tại vì không chịu được đâu. Nó kiểu như nếu mà nó nói sự thật ý thì mình nghe nó đấy, nhưng mà lại không sự thật, nó lại không có, nó nói có mình với bực. Vì vậy đôi lúc mình bảo chà, thà ta làm một mình chứ ta làm với mày ở đây ý,
Tao mệt mỏi lắm mà nghe mày này tao ngứa lắm, thôi thôi cho mày nghỉ. Là chị chấp nhận cho đi đấy. Ừ. Đôi lúc bực lắm, đôi lúc nhịn để mà làm, để mà kiếm tiền đấy, nhưng mà nhịn không được, tại vì các cái câu nó nói mà không có mà có mà nó nói ra được ấy thì mình mới bực chứ. Còn đâu nó nếu mà nó nói đúng thì là ừ đúng, chị em coi như là bảo nhau với cả tham gia với nhau. Đây không có mà nó nói có, như là một chẳng hạn một chuyện là nó nói là công an mấy mấy có mấy thằng Kiều về Việt Nam làm thế nào, xong rồi mà mấy thằng nó nói là mấy thằng có học nhé, thằng nào cũng có học về Việt Nam xong rồi làm nào mà bị bắt, bắt xong rồi công an gọi công an đến, công an đến xong rồi một công an các công an khác đến bảo là ơ bây giờ việc này như thế nào, ông này đá sang ông kia kêu tao không biết, công an đấy mà kêu tao không biết. Mình nghe thấy mình mới bảo sao mà xạo thế, sao mà công an một khi mà người ta dính tay vào đừng có nói là người ta ông này đá sang ông kia mà ông kia kêu là tao không biết chuyện, đừng có nói câu ý, chị biết mà chị sống qua Việt Nam rồi, mà chị về Việt Nam chị nhìn thấy thực tế. Cái đợt mà chị về Việt Nam ở Bồ Hồ đánh nhau đấy, công an nhanh lắm, trời ơi, bên này á, công an lù khù, công an bên này á, nói thật cảnh sát bên này á, nó chậm chạp lắm mà ngu lắm, nói thật tình mà nói, nó không nhanh nhẹ như Việt Nam mình đâu, Việt Nam mình làm ra chuyện mà đâu vào đấy luôn, chứ không phải như bên này ý, nó chỉ dùng áp lực để nó đánh người ta thôi, đấy, nó chỉ nhanh cái chỗ ý, nó nhanh cái chỗ ý lắm, nó dùng áp lực để nó đánh. Còn đâu về chuyện thì chúng nó chậm chạp lắm, về chuyện để mà trình bày ra hay là tìm tòi ra ấy thì chúng nó chạm chậm, rất là chậm, đầu óc chúng nó rất chậm, như Việt Nam mình nhanh lắm, cái đầu óc nhanh nhẹ mà tháo vát ngay. Chị mà bằng chứng mà chị đứng đấy chị bằng chứng mà chị biết từ ngày ở Việt Nam chị đi rồi, chị đã biết như thế rồi. Nhưng mà cái hôm mà chị ở Bồ Hồ đấy, con cháu chị bảo thôi dì ơi dì đừng nói, dì đừng nói gì không là dì phải lên đồn ngồi cả đêm đấy. Tại vì người ta muốn chị làm bằng chứng, nhưng mà chị con cháu chị nói thế thôi, chị không nói luôn, mà chị thấy cái cách mà công an điều tra mà cách công an hỏi đấy, ôi trời, bên này à nó bái tổ, bên này nó chỉ giỏi là như thế này này, nó áp lực nó đánh nó ghi người ta xuống đấy, nó giỏi nhá lắm, cái đó thì nó rất là giỏi mà rất là nhanh. Mẹ mày, mày chết sống tao cũng phải cho mày gục xuống đấy, tao cho mày gục xuống xong rồi muốn nói chuyện gì thì nói đấy, nó là như vậy thôi. Một hai bên làm việc khác hẳn, bên Việt Nam mình cái cách coi như là tìm tòi điều tra rất là nhanh, nhưng mà bên này cái cách của nó để mà áp lực người dân Coi như ấy là thì cũng cái áp lực, cái mà nó áp lực người dân để mà nó khống chế người dân ấy thì nhanh lắm. Thì nó như Việt Nam mình thì không làm cái hành động ý, Việt Nam mình hành động kiểu làm về 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 tình nghĩa, dàn xếp nhanh tìm tòi nhưng mà để dàn xếp chứ không phải là để áp lực người ta hay là để khống chế người ta, để ghi người ta xuống, để đánh người ta, đánh đập người ta đấy. Đấy mình nhìn thấy hai cái khác hẳn nhau. Ừ, ok, thế thôi Vũ Quang cho ai lên cho đi. Mình Dạ, em có cảm ơn tí chị. việc, ok, không có gì, ok, tất cả bà con, ok, bye bye. Em cảm ơn chị đi xa. Bye bye Vũ Quang nhé.